Tối ngày 13 tháng 11, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phạm Cao Trí, sinh năm 1984, ngụ quận 8, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Tại cơ quan công an, Trí khai trước khi gây tai nạn liên hoàn, Trí có sử dụng bia. Sau khi ăn nhậu xong, Trí lấy xe ô tô của mình chở các bạn ra đường để đón xe về. Khi Trí lái xe trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng về ngã ba Mỹ Thành, thành phố Thủ Đức, thì thấy phía trước có xe máy và ô tô lưu thông hướng ngược lại, nên đạp phanh giảm tốc độ. Do say nên Trí không làm chủ bản thân, không làm chủ tay lái, đạp nhầm chân ga và mất kiểm soát. Xe ô tô của Trí va chạm mạnh vào hông bên trái một xe ô tô lưu thông ngược chiều, lao qua làn đường trái, tông tiếp vào đầu một xe ô tô khác. Sau đó tông vào hai xe máy đang lưu thông ngược chiều, tông tiếp xe máy đang đậu trên vỉa hè, rồi tông sập tường nhà dân thì mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến cho ba người phụ nữ bị thương. Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người nữ, sinh năm 2005 do vết thương quá nặng đã tử vong. Qua kiểm tra, Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu và âm tính với chất ma túy. Quá trình di chuyển, Trí lái xe không đúng phần đường quy định dẫn tới vụ tai nạn nói trên.